Năm chiếc bánh kính chào quý ông bà anh chị em. Một linh mục giả bị lật tẩy và xin lỗi cộng đoàn giáo xứ Martino, giáo hạt Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, tổng giáo phận Sài Gòn. Được biết, linh mục giả này đã nhiều lần đến xin nhân lễ tại đây và nhiều nơi khác trong nhiều năm. Cha chánh xứ Martino cho biết, sau khi dân lễ hôm thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua, linh mục giả này bị phát hiện. Linh mục giả này tự xưng tên là Đỉnh, chịu chức linh mục ở Roma, hiện đang coi một họ lẻ của giáo xứ Tân Sa Châu ở giáo phận Bùi Chu. Ngày 2 tháng 8 năm 2016, cha xứ Martino đã bắt linh mục giả này phải xin lỗi trước cộng đoàn giáo xứ, xin cho linh mục giả này biết sám hối, sống theo đường ngay lành và không trở lại việc làm giả linh mục nữa. Để trở thành một giáo dân tốt, giáo xứ Martino, địa chỉ 266 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú. Sau đây, năm chiếc bánh mời cộng đoàn nghe linh mục giả xin lỗi trước cộng đoàn giáo xứ Martino, giáo hạt Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa cha Giuse, kính thưa yêu bà anh chị em, cộng đoàn thân chú. Qua mấy ngày qua, con đã sám hối và cầu nguyện. Con đã ý thức được rằng những việc làm của mình là phạm thánh. Này, con đến trước bàn thờ Thiên Chúa, có sự hiện diện của cha xứ Giuse, có cộng đoàn thân Chúa. Con thành tâm xin lỗi vì những điều con đã gây ra đã làm ảnh hưởng tới xã hội tín hội thánh. Con đã khoác lên mình chiếc áo linh mục để rao giảng, để cần, để sợ, để đụng chạm tới bên đó thánh của Chúa. Con ý thức được rằng đó là một tội phạm thánh. Nay con thành tâm sám hối, con xin cha thánh sứ Giuse, quý cộng đoàn thương và tha thứ cho con, và trong tinh thần đó xin mọi người cầu nguyện cho con để con biết sáng tối ăn năn quay trở về với tình thương của Chúa. Trong thân tình đó, con xin mọi người cầu cho con luôn được bình an. Bởi trong mấy ngày qua, con cũng nhìn nhận lại những thiếu sót của mình, và con cũng nhận được nhiều những cú điện thoại gọi đến đe dọa, bắt giết. Vậy con cũng xin mọi người cầu nguyện cho con trong thời gian của Chúa. Con xin cảm ơn